quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chế độ ăn tăng thể lực cho người ung thư, dinh dưỡng trong quá trình điều trị và sau đợt điều trị ung thư, thai phụ ăn nhiều cá có thể bảo vệ con khỏi bệnh hen. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng là một phần quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân ung thư kể từ khi bệnh nhân được chẩn đoán bệnh đảm bảo một chế độ ăn uống hợp lý trước, trong và sau điều trị, giúp người bệnh duy trì sức khỏe và đảm bảo chất lượng cuộc sống. Người bệnh ung thư cần phải có một chế độ ăn đầy đủ thực phẩm, đảm bảo các nhóm chất đạm, bột đường, béo, vitamin và khoáng chất. Tùy theo giai đoạn bệnh lý, tuổi tác, giới tính mà có chế độ ăn và cách chế biến khác nhau, người bệnh cần thường xuyên theo dõi cân nặng của mình trước trong quá <laughs> trình điều trị, tốt nhất một tháng một lần. Trước khi bắt đầu điều trị, cần hướng dẫn bệnh nhân duy trì tốt chế độ ăn đã có, không nên thay đổi khẩu phần ăn để tránh việc bồi dưỡng bổ sung nhiều dưỡng chất dẫn đến tăng cân béo phì, nên ăn nhiều rau củ quả, hạn chế thức ăn chứa nhiều chất béo, thức ăn chế biến sẵn. Nghiên cứu mới của tạp chí Y khoa Mỹ chỉ ra rằng mẹ ăn nhiều cá trong thời kỳ mang thai có thể bảo vệ trẻ khỏi bệnh hen tương đương với những người dùng các chế phẩm bổ sung dầu cá. Phụ nữ mang thai hấp thu nhiều axit béo omega-3 trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể bảo vệ trẻ khỏi những rối loạn liên quan đến hô hấp trong những năm đầu đời. Giáo sư Richard Locke thuộc Trường Đại học Nam Florida, Mỹ, cho biết hiệu quả tiêu thụ từ 2-3 khẩu phần cá có hàm lượng thủy ngân thấp mỗi tuần không chỉ tăng cường lợi ích dinh dưỡng cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy trẻ có mẹ trong nhóm dùng dầu cá và nhóm không chế phẩm bổ sung dầu cá ít dùng thuốc hen cho đến khi 24 tuổi, cho thấy cả hai nhóm ít phát triển bệnh hen. Axit béo omega 3 có thể không được tổng hợp trong cơ thể và do vậy các dưỡng chất cần thiết được cung cấp chủ yếu từ nguồn hải sản. Theo các chuyên gia đến từ bệnh viện thuộc Đại học Quốc gia Chơn Nam Seoul Hàn Quốc, trẻ em có nguy cơ cao bị lắc mắt nếu sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh và giữ màn hình quá gần với mắt. Kết luận này được rút ra sau khi nghiên cứu 12 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 16, những trẻ em này thường sử dụng điện thoại 4 tới 8 giờ trên ngày đồng thời luôn giữ màn hình điện thoại có kích thước 12 inch gần với mặt. Theo các bác sĩ, trẻ dưới 6 tuổi đang ở giai đoạn thị lực phát triển nhanh và mạnh, hơn nữa đại não, thị giác, thị lực đều chưa hoàn thiện. Nếu trẻ sử dụng mắt không phù hợp, có thể gây lắc mắt hoặc các tật khúc xạ dẫn đến suy giảm thị lực. Ngoài ra những hình ảnh trên TV, điện thoại có nhiều màu sắc, chuyển động nhanh, khiến mắt có phản xạ mạnh như đồng tử biến đổi, điều tiết mắt thay đổi. Đối với trẻ có thần kinh phản xạ chưa hoàn chỉnh, dễ dẫn đến thay đổi bất thường trong mắt có thể trị triệu chứng này ở trẻ em bằng cách ngừng sử dụng điện thoại di động trong vòng 2 tháng và không nhìn vào điện thoại di động quá 30 phút liên tục. Mùa đông xuân lạnh và ẩm là điều kiện thuận lợi cho bệnh cúm hoành hành. Bệnh lây qua đường hô hấp nên dễ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, nhất là trong điều kiện tập trung đông người như hội họp, trường học, chợ, siêu thị. Tiêm vaccine có tác dụng phòng một số bệnh cúm, góp phần phòng chống cúm H5N1 ở người một người đã tiêm phòng bệnh cúm thông thường nếu mắc thêm cúm H5N1 sẽ không quá lo ngại bởi có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Lạnh ẩm, có khi cả rét đậm và rét hại nên bệnh dịch ngày càng trở nên nguy hiểm. Bệnh cúm dễ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt trong các môi trường kín tập trung đông người như phòng học, phòng họp, nhà ga, chợ, siêu thị. Nguy hiểm nhất hiện nay là bệnh cúm AH1N1 đồng nhiễm trên bệnh nhân bị sốt xuất huyết thì bệnh sẽ rất nặng vì vậy các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà mọi người cần thực hiện là thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường đến nơi công cộng cơ quan trường học tăng cường rửa tay mỗi khi tiếp xúc với ngoại cảnh giữ ấm cơ thể mọi người cần mặc ấm chú ý giữ ấm vùng cổ ngực khi trời lạnh tránh bị ướt tránh dầm nước trong thời tiết lạnh xúc miệng họng bằng nước sát khuẩn hàng ngày hoặc làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế tránh hoặc hạn chế tập trung đông người tại những nơi có dịch xảy ra và đang lây lan. Nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, nhất là bữa sáng, không uống nhiều rượu bia, không nên thức khuya, tránh bị mất ngủ, bổ sung vitamin C hàng ngày qua ăn uống hoặc uống vitamin C tổng hợp. Khi có triệu chứng bệnh, cần đi khám ở cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với chủ đề Mùa lạnh phòng bệnh tiêu chảy, do rotavirus và biểu hiện của bệnh, cách bù nước cho trẻ và khi nào truyền dịch. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.